Xin chào các bác yêu thích năng lượng mặt trời. Hôm nay là thứ ba, 30 tháng 7 năm 2024. Hôm nay thì bên Solar Hưng Yên nhà em về hàng, đó là biến tần Dyer. Hôm nay bên em có về mẫu 50 kg dành cho bám tải và mẫu 16 kg 3 pha có lưu trữ hybrid. Có con máy này, máy 50 này, máy 16 kW này, 16 kW này, và con này cũng là 50 kW. Cái con 16 kW này là con này là lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường Việt Nam nhé. Mới sản xuất năm 2024. Đấy, model mới hoàn toàn, có tên gọi là model là Sun 16K SG05LP3EUSM2. Đấy. Xuất xưởng 30 tháng 6 năm 2024. Cái mẫu này là 16 kW này. Công suất điện đầu ra của nó là 16 kW 3 pha. Và cái này nó có hay một cái là sử dụng bình lithium hoặc bình ắc quy 48V nhá. Đấy, 48V cho 3 pha. Con này thì nó sẽ khỏe hơn con 12 kg 3 pha đã bán trước đây rồi. Đấy, năm nay thì mới có con này. Đấy, nó phù hợp cho những bác nào sử dụng điện 3 pha như là thang máy hoặc điều hòa nhà hàng biệt thự. Đấy, là cái con 16 kW này. Hiện tại thì lô đầu tiên ở thị trường Việt Nam thì mới về thì nó có 16 con thôi. À, có 10 con thôi, trong đó bên Solar Hưng Yên nhà em có tiêu chuẩn 2 con. Đấy. Còn đâu là phân phối cho các đơn vị khác. Nên là cả tổng Việt Nam là có 10 con. Sang giữa cuối tháng 7 à cuối tháng 8 này thì sẽ về nhiều hơn. Số lượng về của cuối tháng 8 là hơn 30 máy. Đấy, còn lô đầu tiên về Việt Nam thì có 10 máy thôi. Đấy, hiện tại thì bên của nhà em có 2 máy nhá. Một máy thì bàn giao luôn cho khách hàng trong chiều hôm nay, còn một máy là để lại để test và quay video cho mọi người. Đấy, bác nào có nhu cầu đặt hàng thì cứ liên hệ bên em, số điện thoại là 0987006938. Và cái con này là con hòa lưới bám tải 50 kg 3 pha này. Đấy. Cái dòng hòa lưới bám tải 50 kg 3 pha này thì đây là dành cho những bác nào mà sử dụng nhiều điện này, nhà xưởng hoặc là công ty gì đấy thì dùng con này. Còn cái con 16 kg 3 pha có lưu trữ này. Con này nó hay một cái là nó sẽ có lưu trữ áp thấp, tức là sử dụng bình ắc quy 48V hoặc là bình ắc quy bình lithium 51,2V. Đấy, chứ không phải sử dụng những cái bình áp cao đấy. Nếu mà sử dụng bình áp cao thì chi phí cái bình nó nhiều quá. Cái này chúng ta có thể sử dụng những cái bình 20 triệu nó cũng chạy ok rồi. Không có gì phải suy nghĩ cả. Cái khuyến cáo tốt nhất cho con 16 kg này là sử dụng 2 bình lithium 280A hoặc 2 bình 200A. Đấy, và tấm pin tối đa cho nó là 24 kW pin. Nên là các bác cứ lắp tẹt gà đi, chạy thoải mái đi, không phải nghĩ. Lắp một phát 40 tấm 550W hoặc 540W. Không có gì phải suy nghĩ cả, với con 16 kg 3 pha chạy thoải mái luôn. Bây giờ em sẽ bóc ra cho các bác xem là bên trong ruột nó có cái gì nhá. Ở đây thì bên trong thì đầu tiên mở ra thì mọi người sẽ thấy có một cái tấm để treo biến tần này. Đấy, một cái tấm này thì người ta làm màu đen nhá. Nó giống như con 16 kg một pha thôi. Đấy. Màu đen này. Đấy, tiếp tục. Đấy, con này mặt màu đen này, chữ đai màu đen này. Có một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Sun 16K SG05LP3-EU-SM2. Đây, nó sẽ có một cái wifi, có 3 cái CT đi kèm, 2 cái CT. Đây, có 3 cái CT này. Đấy. Có cuộn lọc nhiễu này, một cuộn lọc nhiễu to này là lọc cho điện lưới, còn cuộn lọc nhiễu nhỏ này là lọc cho cáp giao tiếp, ốc để treo. Đấy, và đây là ốc treo mới rắc MC4. Cái này để mở MC4, một cái cảm biến nhiệt độ hết. Hết rồi, linh kiện nó có vậy thôi. Để em nhấc con máy ra quay cụ thể cho các bác xem nó dễ dàng hơn này. Đây, về tổng quan thì con máy nó hình dạng như này. Cái bề mặt của nó thì màu trắng nhá, nó cũng giống như các con Dyer bình thường thôi, nhưng màu này thì nó hơi xám hơn một chút. Mặt này của nó màu đen, cũng có 4 cái nút bấm ở đây. Vẫn là màn hình cảm ứng bình thường thôi. Ở phần kết nối thì chúng ta sẽ có 2 cổng ắc quy rất là to. Com 1, com 2, com 3.
Về dàn pin thì sẽ có 3 đầu vào này, bao gồm có 2 MPPT. MPPT 1 là PV1 và PV2 này. Điện loát ra này, cổng máy phát điện này. Cổng gíp cho điện lưới này. Ở bên này thì sẽ có một cái tem tự bảo hành của nhà máy này. Đấy, ở đây là sẽ có cái quai này. Đấy. Đây là CG của cái máy này. Đấy. Các bác xem qua thông số nhé. Em quay thông số cho các bác xem này. Con này là Sun 16K SG05 này. 16kW 3 pha nhé. Điện áp DC đầu vào là từ 160 đến 650 và tối đa là 800V. Cường độ dòng điện là 36 cộng 20. Công suất là 2400W. Pin mặt trời vào, tức là pin mặt trời vào là 24.000W, tương ứng với cả 40 tấm 550W. Đấy. Cường độ dòng điện tối đa là 54 cộng 30 nhé. Max PV là 54 cộng 30. Hoạt động ở chế độ lead acid hoặc là lithium ion. Điện áp giải 48V từ 40 đến 60V. Dòng sạc là 300A. Dòng sạc xả là 300A này, 3 pha này. 3 dây lửa, 1 dây nguội và 1 dây tiếp điện. Điện áp 230 trên 400V AC. Cường độ dòng điện cho 1 pha là 23,2A. Công suất là 16.000W, 17.600VA. Và công suất khởi động tối đa là 48.300W. Đây là Passthaw. Công suất tối đa của AC qua là 48.300W, gần 50kg. Con này thì phải sử dụng ATS to mới tải được. Đây, công suất khởi động tối đa là 32.000W trong vòng 10 giây. Đấy là một số cái thông tin. Con này đời mới nên là cái phần ốc bắt này nó cũng khác một chút nhé. Nhưng mà có tội lặng lắm về công tác bật nguồn ở đây. Cái này là tắt cho DC switch. Còn đây là kết nối wifi. Wifi mọi người sẽ kết nối cái wifi vào đây. Wifi người ta làm bên hông. Bây giờ để em lấy cái tu vít em mở cái này ra xem bên trong phần đấu điện nó có cái gì. Đây hiện tại là em đã tháo bên trong cho các bác xem này. Đầu cái con này thì qua tổng quan thì có lẽ là sản phẩm đời mới của 2024. Hàng mới sản xuất của hãng và lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Đó là 16kW 3 pha, áp thấp 48V. Ở đây thì về phần chống sét người ta làm rất cẩn thận các bác nhé. Đây này. Những cái dây nhỏ nhỏ này là dây cái chống sét đấy. Khi mà bị sét đánh một phát là ở đây nó chết ngay chỗ này, này. Đấy là bên hãng người ta sẽ phát hiện ngay là sản phẩm đang bị nhiễm sét. Ở phần ắc quy này, đấy, ắc quy này nó sẽ có 4 dây này. Đấy, phần điện lưới đầu ra này cũng có 4 dây này. Đấy, đây. Điện ra đầu ra đây, máy phát điện cũng thế này, tất cả đều có cái phần gọi là kiểm tra bị nhiễm sét. Automat đầu vào của nó rất to nhá. Đây các bác nhìn này, 3 pha này, con át này là át 100 này. B100/3 này, mỗi một cực này là 100 này. Chân nguội đấu vào đây, còn đây là ba chân lửa này. 1 2 3 này. Đấy, còn đây là cái dây dành cho máy phát cổng loát này. Máy phát điện này. Đấy. Ở dây loát thì nó to như này, còn dây máy phát điện thì nó nhỏ hơn. Đây các bác để ý này. Đây ví dụ dây nguội của phần tải ra nhá. Dây lửa 1 này, lửa 2, lửa 3 này. Dây nguội của máy phát điện này, dây lửa của máy phát điện này. Đấy. Máy phát điện thì dây nó nhỏ hơn, còn dây này nó ra to hơn này. Đây là tụ lọc nhiễu chống sét đầu vào. Về phần ắc quy thì nó sẽ sử dụng là 4 cọc ắc quy đầu vào, tương ứng với là ví dụ lắp cái này thì tiêu chuẩn mọi người lên phải lắp cho em 2 bình 280 lithium. Mỗi bình đấu một cổng ở đây nhá. Nó sẽ có hai cái át 200A như thế này. Đấy. Át này là cho bình số 1, át này là cho bình số 2. Đấy, át này là át ngắt cực dương nhá. Ngắt cực dương không phải ngắt cực âm đâu, nó chỉ ngắt cực dương thôi. Mỗi một cái át này là 100A. Đấy thì đây nó là 2P mà. Thì nó vẫn là 200A thôi. Đấy, đây. Đấy. Đây là cuộn lọc nhiễu đầu vào cho cái phần ắc quy này. Đấy, đây là lọc nhiễu đầu ra này. PV này cũng có đây, chống sét cho PV này. Đây là cái phần kiểm tra chống sét của cái linh kiện chống sét nó nằm ở bên trong này cơ. Dây PV rất là to này. Đấy, đây là cuộn lọc chặn đầu vào của PV đây. Đấy, người ta cuốn hai vòng, họ cuốn hai vòng.
Em thì em hay cuốn 3 vòng. Đấy, cái này cũng cuốn 2 vòng. Em cuốn lọc nhiễu thường em hay cuốn 3 vòng. À, phần tiếp địa mọi người đấu đây. Máy to nên là cái gì cũng thấy to này, cái áp to này, cái tiếp địa cũng rất là to. Nhìn ốc quắt rất là sướng luôn. Đây AC đầu vào đây nhá, còn AC đầu ra đây. À, dây nguội này, dây lửa 1, lửa 2, lửa 3, híp là điện lưới vào. Ở đây là các cái cổng giao tiếp kết nối thì có bao gồm là cổng CT rồi cảm biến nhiệt độ. Tất cả các cái này họ làm rất cẩn thận là đều có tích hợp lọc nhiễu xung luôn này. Đây có lọc nhiễu hết này. Đấy, cái này cũng có lọc nhiễu. Các cái cuộn 102 này cũng là cuộn lọc nhiễu này. Đây là một loạt các cái tụ chống sét này. Nói chung là cái đời này nó đắt tiền một chút thôi, nhưng mà đời mới của 2024 ra là rất nhiều các cái tính năng bảo vệ và an toàn cho cái inverter này. Người ta tích hợp vào đây. À, cái này thì cái cửa này nó là cái chốt nhé. Các bác nhìn này. Đấy, nó như cái chốt nhà mình ấy. Cái cửa nó là cái chốt. Đây, nó chốt vào cái lỗ này. Đây là hai dàn. Ở đây thì em này không có cái kẹp nguồn để kẹp cho nó lên. Thôi được rồi, lúc nào rảnh thì em sẽ làm một cái clip test cái con máy này nó hoạt động như thế nào. Cho các bác xem sau nhé. Hôm nay thì hàng nó về thì em cũng giới thiệu tới các bác. Các bác có nhu cầu đặt cái sản phẩm này thì liên hệ. Số điện thoại bên em là 0987006938. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.